mỗi hộ được 1 triệu đồng để ăn Tết nha các bạn nha. Không sao đâu Nam Phi ơi, ở đây đồng bào mình rất là chất phát. Nam Phi, Nam Phi biết không, hôm qua để ở ngoài á hả, điện thoại với lại xe luôn á, mình để ở ngoài á hả mấy tiếng đồng hồ luôn, đi lại vẫn còn. Người dân tộc đồng bào họ rất là chất phát, họ không có giống như những người mà mấy các bạn cờ vàng nói tầm bậy đâu. Người dân Việt Nam mình rất là thiệt thà. Dạ con chào Bần Tăng nha. Ok, để cho cái diễn đàn của mình nó được sạch sẽ tí xíu, Nhiên lóc Hải Nguyễn nha. Rồi các bạn tiếp tục chung vui cùng đồng bào đi nha, các bạn yên tâm chung vui cùng đồng bào nha. Nhiên block những người mà không đáng rồi. Ok. Vừa được trao hùng mới là mình cũng với gia đình có một người vui. Các tiêu chí là vợ hùng mình đấy. Không được, đây là cái tài khoản của em Duy Nguyễn. An Nhiên không có thể nào mà tùy tiện lắp nhiều người nha. Ok em Dương Vy, lát nữa gặp em sao ha, em cứ ở đó họp đi nha. Dạ bữa nay thì em Dương Vy không có em Duy Nguyễn không có cầm máy được ha. Nhiên thay mặt em Duy Nguyễn live stream cho mọi người nha. Dạ đúng rồi, 317 hộ lận. Có những hộ người ta đi rất là khó khăn. Họ đi bộ tới mười mấy cây số lận. Họ đi xe đạp, họ đi bộ. Thì họ có thể đến trễ tí xíu, có thể họ thức dậy từ 3-4 giờ sáng, 4-5 giờ sáng họ đi luôn á. Cho nên là chúng ta cùng đồng cảm với những hộ nghèo như vậy nha các bạn nha. Nhiên rất là may mắn được đồng hành cùng em Duy Nguyễn trong cái chuyến từ thiện này. Mong là tất cả các bạn cùng nhau để mà nối kết, nối vòng tay lớn nha các bạn nha. Dạ trời ơi em Hùng Nguyễn ơi, Nhiên với lại em Duy thức dậy từ 5-6 giờ sáng rồi, hai chị em chuẩn bị rồi, hai chị em phải chạy xe đón đi xe thì cũng 45 phút mới tới đây rồi, mình phải chuẩn bị tất cả các công tác nữa. Dạ các
các chị này là làm ở trong phường nha, làm trong ủy ban ha, các chị cùng giúp đỡ mình làm. Tại vì nãy giờ là công việc này là công việc của Nhiên làm, Nhiên bỏ tiền, nhưng mà bây giờ Nhiên muốn quay cho tất cả các anh chị thấy quang cảnh ở trong hội trường đồng bào đến như thế nào, cho nên là chị làm trong ủy ban, chị cũng phụ Nhiên làm công việc này giùm nha. Và mỗi hộ được 1 triệu nha các tất cả các anh chị nha. Dạ, Nhiên chào Việt Cường nha. Nhiên đi bằng máy bay ha, ra đây rồi mấy chị em mới đón xe xuống đây. Dạ, em gái chào chị Hằng Phương nha. Dạ đúng rồi đó, cái Tết rất là ý nghĩa. Hai chị em này làm công tác này từ sáng sớm rồi. Dạ có Kayla nha, chúng ta cùng thông báo cho tất cả các đồng bào, nên các đồng bào đi bộ đó, có người đi bộ, có người đi xe đạp, người ta đi từ rất là sáng sớm, có người đi tới 10 mấy cây số lận. Này các bạn thấy chưa, đồng bào đến rất là đông, 317 hộ nha. Đúng rồi, họ cố gắng những bộ đồ rất là sạch. Không biết mệt đâu em ơi. Em nhìn cảnh này thì sao mà em mệt được nữa, đúng không? Dạ, chào cô Lý mặt sầu nha. Các anh chị thấy không? Đây là những hành động rất là thực tế nha. Đồng bào miền cao. Con chào cô, con cảm ơn cô mà sao. Dạ, Nhi đang làm từ thiện ở Hà Giang nha, Đông Bắc nha. Các bạn thấy không, đây là chuyến từ thiện được công khai rất là minh bạch nha. Chủ tịch cũng muốn cái sự minh bạch này, cho nên chủ tịch đang đứng đây. Đây là chủ tịch của tỉnh Hà Giang và chủ tịch ủy ban xã Bạch Ngọc. Anh cũng đứng ra trực tiếp để mà huy động cái phong trào này và làm cái buổi hội trường này. Anh cũng thức dậy từ sáng sớm rồi. Anh muốn cái buổi từ thiện được công khai minh bạch luôn ha, để mà tất cả những cái luận điệu xuyên tạc không có nhắm vào nhà nước Việt Nam mình. Đây là hành động công khai từ thiện rất là minh bạch nha. Mong là tất cả các anh chị cờ vàng không được nghiêm cấm cái hành động mà xuyên tạc. Ok, chúng ta hôm nay chúng ta
ta làm những cái công tác này là chúng ta đập tan luận điệu xuyên tạc của tất cả những người mà chống đối chính quyền nhà nước Việt Nam luôn nha các bạn. Dạ đúng rồi, à, không biết nữa mình à, có thể tối nay đến sớm thì em Duy Nguyễn sẽ chia sẻ tất cả cảm xúc của em Duy ha. Bây giờ thì em Duy đang rất là bận, các bạn các anh chị thấy rồi đó, em Duy đang rất là bận, em Duy không thể lên tiếng được nha.